Xin chào, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Vinh, nằm cách thủ đô Hà Nội 291 km về phía nam. Tỉnh Nghệ An có đường biên giới dài 419 km trên bộ và đường bờ biển ở phía đông dài 82 km. Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện với 460 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn. Trước đây, Nghệ An cùng với Hà Tĩnh có cùng một tên chung là Hoan Châu trước đời nhà Lý, Nghệ An Châu, đời nhà Lý, Trần Sứ Nghệ, năm 1490, đời vua Lê Thánh Tông, rồi trấn Nghệ An. Năm 1831, vua Minh Mạng chia trấn Nghệ An thành hai tỉnh, Nghệ An Bắc Sông Lam và Hà Tĩnh Nam Sông Lam. Năm 1976 đến 1991, Nghệ An và Hà Tĩnh sáp nhập thành một tỉnh Nghệ Tĩnh. Từ năm 1991, Nghệ Tĩnh lại tách ra thành hai tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 2018, Nghệ An là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ tư về số dân, xếp thứ 10 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 54 về GDP bình quân đầu người, đứng thứ 19 về tốc độ tăng trưởng GDP. Với 3.157.100 người dân, số liệu kinh tế xã hội thống kê GDP đạt 115.676 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 36,64 triệu đồng tương ứng với 1.591 đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,77%. Có bãi tắm cửa lò là khu nghỉ mát, khu du lịch biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu một bãi biển hoang sơ và lãng mạn, khu di tích Hồ Chí Minh, khu di tích Đền Cuông. Năm 2008, khu du lịch Bãi Lữ được đưa vào khai thác. Nghệ An là xứ sở của những lễ hội cổ truyền diễn ra trên sông nước như lễ hội cầu ngư, rước hến, đua thuyền. Lễ hội làm sống lại những kỳ tích lịch sử được nâng lên thành huyền thoại, giàu chất sử thi, đậm đà tính nhân văn như lễ hội Đền Cuông, lễ hội Đền Khai Long, lễ hội Làng Vạn Lộc, Làng Sen, lễ hội Đền Quả Sơn. Miền núi có các lễ hội như Hang Mua, lễ hội Sàng Khan, lễ mừng nhà mới, lễ uống rượu cần. Nghệ An còn lưu giữ được nhiều di tích văn hóa lịch sử, nhiều danh lam thắng cảnh, lễ hội văn hóa truyền thống, đó là những yếu tố thuận lợi giúp cho du lịch Nghệ An phát triển. Về du lịch biển, Nghệ An có 82 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp hấp dẫn khách du lịch quốc tế như bãi biển Cửa Lò, Cửa Hội, Nghi Thiết, Bãi Lữ, Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Phương, Diễn Thành, Diễn Châu. Đồng thời Nghệ An rất có lợi thế phát triển du lịch văn hóa. Hiện nay Nghệ An có trên 1.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có gần 200 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, đặc biệt là khu di tích Kim Liên, quê hương của Hồ Chí Minh, hàng năm đón sắp xỉ 2 triệu lượt nhân dân và du khách đến tham quan nghiên cứu. Khu di tích lịch sử Kim Liên, cách trung tâm thành phố Vinh 12 km về phía Tây Nam, là khu di tích tưởng niệm Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Nơi đây gắn với thời niên thiếu của Hồ Chí Minh và còn lưu giữ những kỷ niệm thuở nhỏ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, những dấu tích và những kỷ vật của gia đình. Làng Sen, quê nội của Hồ Chí Minh, tên chữ là Kim Liên. Làng có nhiều hồ thả sen suốt hai bên đường làng. Ngôi nhà của Hồ Chí Minh sống thuở nhỏ dựng bằng tre và gỗ, năm gian, lợp tranh. Trong nhà có những đồ dùng giống như các gia đình nông dân, phản gỗ, chõng tre, cái võng gai, bàn thờ. Nhà được dựng năm 1901 do công sức và tiền của dân làng góp lại làm tặng ông Nguyễn Sinh Sắc, cha của Hồ Chí Minh khi ông Sắc đỗ phó bảng đem lại vinh dự cho cả làng. Cách làng Sen 2 km là làng chùa tên chữ là Hoàng Trù, quê ngoại của Hồ Chí Minh và cũng là nơi ông cất tiếng khóc chào đời, được mẹ nuôi dạy những năm ấu thơ. Khu du lịch thành phố Vinh nằm ở vị trí giao thông thuận tiện, có quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua, có sân bay Vinh nằm cách trung tâm thành phố không xa. Thành phố Vinh còn là đầu mối giao thông quan trọng giữa miền Bắc và miền Nam. Khách đi du lịch theo tuyến quốc lộ 1A ngày càng tăng, lượng du khách đến với Nghệ An theo đó cũng tăng. Thành phố Vinh từ lâu đã hấp dẫn du khách bởi một quần thể khu du lịch với những nét đặc trưng tiêu biểu của một đô thị xứ Nghệ. Đến với thành phố Vinh, du khách có thể tham gia vào nhiều loại hình du lịch như du lịch nghiên cứu, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Cách thành phố Vinh 120 km về phía Tây Nam, vườn quốc gia Pù Mát thuộc huyện Con Cuông, nằm trên sườn đông của dải Trường Sơn, dọc theo biên giới Việt-Lào. Nơi đây có một số loài động vật, thực vật quý hiếm cần phải được bảo tồn nghiêm ngặt như sao la, thỏ vằn, nghiệt cổ hung và một số loài thực vật như pơ mơ u, sa mơ u, sao hải nam. Nơi đây đã được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển thế giới với tên gọi khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Đến Diễn Châu, du khách rẽ về phía Tây theo đường 7 về Đặng Sơn thăm di tích lịch sử quốc gia nhà thờ họ Hoàng Trần do gia đình cụ Hoàng Quýnh Nguyễn Thị Đào xây dựng lại năm 1884 gắn với cơ sở hoạt động thời kỳ 1930 đến 1945 hoặc ra thăm bãi dâu Ba Gia. Hiện nay, nhiều tổ chức bảo vệ môi trường thế giới cũng như trong nước,
đang có các dự án để bảo tồn và phát triển vườn quốc gia Pù Mát, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tạo thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn. Khu du lịch Cửa Lò là điểm du lịch biển hấp dẫn với bãi cát trắng mịn chạy dài gần 10 km, thông ra Hòn Ngư, Hòn Mắt, đảo Lan Châu e ấp ven bờ như một nét chấm phá của bức tranh thủy mạc. Tất cả đã tạo ra cho Cửa Lò có một sức hấp dẫn mạnh mẽ với du khách thập phương. Nghệ An còn là nơi có nhiều món ăn ngon, đặc sản nổi tiếng, cháo Lân Vinh, cơm lam, nước thanh trương, tương nam đàn, cam xã đoài, là những sản phẩm du lịch có sức cuốn hút khách du lịch quốc tế và trong nước. Với nhiều lắm những danh lam thắng cảnh, hệ thống di tích, văn hóa phong phú về số lượng, độc đáo về nội dung, đa dạng về loại hình, Nghệ An đang là miền đất hứa, là địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách. Video đến đây là hết, đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.